chào mừng bạn đến với Red podcast để khám phá những công nghệ tiên tiến nhất của blockchain và bảo vệ dữ liệu cũng như tìm kiếm một mạng internet công bằng và dễ tiếp cận hơn hôm nay có một vị khách rất đặc biệt tham gia cùng chúng ta ian Baek, giám đốc điều hành của midnight ian sẽ chia sẻ những hiểu biết sâu sắc của anh ấy về việc xây dựng một blockchain bảo vệ dữ liệu tiên tiến và tiềm năng của nó trong việc cách mạng hóa cách xây dựng các ứng dụng phi tập trung chúng ta sẽ khám phá sứ mệnh đằng sau midnight sức mạnh của bằng chứng Zezo Knowledge vào việc sử dụng trong thế giới thực, trong các trường hợp như Transform và KYC hơn nữa, chúng ta sẽ thảo luận về ý nghĩa của việc trở thành giám đốc điều hành của một công ty blockchain. Iran, chào mừng bạn đến với Ansiuret, thật tuyệt vời, cảm ơn vì đã mời tôi. Rất vui mừng khi được ở đây. Rất vui mừng khi được nghe những gì bạn nói, Iran, bạn có kiến thức nền tảng ấn tượng trong việc mở rộng quy mô kinh doanh và thúc đẩy đổi mới, đặc biệt khi liên quan đến dữ liệu có độ nhạy cảm cao. Điều gì ban đầu đã thu hút bạn đến với blockchain và đặc biệt là Midnight? Một câu hỏi hay. Tôi nghĩ internet đã trải qua nhiều kỷ nguyên, trải qua giai đoạn tiêu dùng với các trang web tĩnh, tương tác rồi đến quyền tác giả. Nhưng chúng ta đã đến một nơi mà mọi thứ đều rất tập trung chỉ có một số ít công ty kiểm soát nội dung và trải nghiệm phần nào định hình thực tế của chúng ta một số người có thể hài lòng với sự đánh đổi như vậy và đó là lựa chọn của họ nhưng công nghệ đang phát triển nhanh chóng ở những lĩnh vực mới tôi thậm chí còn xem một video trong đó mọi người có thể ghi lại sóng não và nhờ ai dịch nó thành văn bản có thể khai thác dữ liệu chúng ta cần bắt đầu nghĩ về một số lựa chọn thay thế để sẵn sàng cho những gì sắp xảy ra trong lĩnh vực công nghệ Hãy để tôi sử dụng một ví dụ đơn giản. Tôi chợt nhớ đến bộ phim Minority Report, bạn sẽ biết rằng tôi là một người mê phim. Nhưng nó nói về một kịch bản vào năm 2054. Ở đó nhân vật chính do Tom Cruise thủ vai, bị chính quyền truy lùng vì họ đã nghiên cứu các dấu hiệu về tâm lý của anh ấy và tin rằng anh ấy sẽ phạm tội. Điều này liên quan thế nào đến thế giới mới của chúng ta? chúng ta sẽ thấy DNA được số hóa như một phần của dịch vụ chăm sóc sức khỏe tiêu chuẩn trong những năm tới. Điều này sẽ tốt cho việc trần đoán. Nhưng nếu ai khai thác dữ liệu DNA của chúng ta, chúng ta sẽ thực hiện báo cáo thiểu số về mặt kỹ thuật có thể thực hiện được trước năm 2030. Tôi không biết liệu mọi người có cảm thấy thoải mái với việc chính phủ hoặc tổ chức nào đó có quyền giám hộ DNA của họ hay không. Mọi người có thể muốn có quyền kiểm soát hoặc quyết định xem ai có quyền truy cập vào nội dung này và cách sử dụng nó, đây là lúc tôi nghĩ blockchain xuất hiện vì blockchain tạo nên kỷ nguyên mới của Internet, kỷ nguyên của sự phi tập trung. Blockchain là sự kết hợp giữa cơ sở dữ liệu và công cụ xử lý. Tất cả được kết hợp thành một, được chia sẻ giữa nhiều người tham gia. Nó cho phép các cá nhân hoặc doanh nghiệp có quyền sở hữu dữ liệu của họ và có toàn quyền kiểm soát bản thân thay vì trao nó cho một bên tham gia trung tâm, Điều này có thể tạo ra một nền kinh tế mới và một xã hội công bằng hơn. Có một số cân nhắc quan trọng liên quan đến dữ liệu và thực tế là công nghệ sẽ đẩy nhanh một số thách thức sắp xảy ra trong vài năm tới. Iran, bạn có thể giải thích một chút về sứ mệnh của Midnight và tại sao bảo vệ dữ liệu lại là nhu cầu cơ bản như vậy không? Tôi là một fan hâm mộ lớn của Bitcoin khi nó được ra mắt nó cho phép nhiều người tham gia đột nhiên tin tưởng lẫn nhau trong một môi trường không tin cậy như internet và cộng tác mà không cần đến một thực thể tập trung nó cho phép một loại dòng chảy nhưng để làm được điều đó bạn phải có sự chính trực nhất định vì vậy các giao dịch không thể thay đổi và tính minh bạch là điều cần thiết để tạo ra niềm tin đó bây giờ điều đang xảy ra là nếu bạn nghĩ về nó kiểu này sẽ ảnh hưởng đến cả hai phía nếu bạn hoàn toàn minh bạch Mọi người sẽ được tiếp xúc với tất cả dữ liệu. Tất cả siêu dữ liệu của bạn. Tôi không biết liệu mọi người có sẵn sàng công khai tài khoản ngân hàng và tất cả các giao dịch của họ hay không. Tôi không biết liệu tôi có muốn công khai đề xuất sức khỏe của mình cho mọi người hay không. Tôi biết điều đó không được HIPAA cho phép và có các yêu cầu khác về GDPR đối với các loại dữ liệu khác. Tôi không biết liệu tôi có muốn toàn bộ lịch sử duyệt web của mình được công khai cho cả thế giới hay không. Ngay cả khi chúng ta có thể bảo vệ dữ liệu đó bằng mã hóa, bản chất công khai của blockchain có nghĩa là siêu dữ liệu sẽ được công khai. Đối với Midnight, cả dữ liệu và siêu dữ liệu đều phải được bảo vệ và cho phép người dùng tiết lộ có chọn lọc cho các trường hợp sử dụng trong thế giới thực. Blockchain phải biết cách giữ bí mật, một điểm quan trọng không chỉ đối với dữ liệu bạn nhìn thấy, nhưng dữ liệu về dữ liệu chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu thêm về siêu dữ liệu trong quá trình tôi chắc chắn rằng bạn đã đề cập trước đó rằng midnight cải thiện khả năng và cách thức hoạt động của các thế hệ công nghệ block trên trước đây điều này diễn ra như thế nào với sự tiến hóa giải quyết những hạn chế của các block trên trước đây midnight hiện đang làm gì khác biệt mà các block trên trước đây không thể làm được tôi nghĩ mỗi thế hệ đều cố gắng cải thiện những thế hệ đi trước họ Đối với Mít này, tôi đã cố gắng học hỏi từ tất cả những thành công và thách thức mà các blog trên khác đã phải đối mặt. Tôi tự hỏi tại sao ngành này chưa thực sự vượt qua khó khăn và trở thành xu hướng chủ đạo, như cơ sở hạ tầng web hoặc cloud. Tôi sẽ tiếp tục tìm hiểu xem, những xích mích là gì, những thách thức là gì. Chúng ta đã đưa ra năm vấn đề chính. Vấn đề đầu tiên là bảo vệ dữ liệu. Tôi không biết bất kỳ người dùng hoặc doanh nghiệp nào muốn tiết lộ tất cả dữ liệu cá nhân cho cả thế giới xem. Đôi khi, như tôi đã đề cập, luật pháp yêu cầu phải bảo vệ nó. Điều thứ hai là hiệu suất. Ý tôi không phải là tốc độ. Tôi thấy rất nhiều blog trên cạnh tranh xem ai có giao dịch nhanh nhất mỗi giây. Nhưng điều đó giống như có hai đoàn tàu cạnh tranh xem ai nhanh hơn vấn đề sẽ khác khi bạn có rất nhiều cơ sở hạ tầng ngoài kia vấn đề không phải là tính khả dụng của máy chủ đó là khả năng thực hiện giao dịch của bạn giống như có được một chỗ ngồi trên tàu điều chúng ta thực sự cần đảm bảo cấp độ dịch vụ kinh doanh là đảm bảo rằng các giao dịch sẽ được xử lý và không bị loại trừ về cơ bản là tránh bị từ chối dịch vụ Giải quyết vấn đề này, sau đó bạn có thể lo lắng xem ai có chuyến tàu nhanh hơn. Đảm bảo cấp độ dịch vụ là điều thứ hai. Vấn đề thứ ba là về chi phí. Hầu hết các blockchain trên hoạt động với một token có biến động về giá khiến việc sử dụng blockchain trên không thể đoán trước được về mặt giá cả hoặc ngân sách. Các doanh nghiệp cần lập kế hoạch trước và thống nhất về chi phí để chạy một ứng dụng trong năm tới. Nếu bạn không thể cung cấp cho họ khả năng dự đoán, họ sẽ không sử dụng hoặc xây dựng ứng dụng trên cơ sở hạ tầng của bạn. Điều thứ tư là khả năng tồn tại. Chúng ta thấy rất nhiều sự phát triển về pháp lý. Các doanh nghiệp sẽ do dự khi xây dựng một công nghệ có thể không khả thi trong 10 năm tới. Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng là chính những nhà phát triển, họ đang xem xét công nghệ mới này và muốn thứ gì đó dễ xây dựng và tích hợp. Họ đang xem xét các ngôn ngữ lập trình mới như Solidity và Rust. Những ngôn ngữ này có nhiều lợi ích nhưng lại có rất ít nhân tài để ứng dụng trên quy mô lớn các doanh nghiệp cần một công nghệ mà nhân viên của họ đã biết cách làm việc và có thể tích hợp dễ dàng với các hệ thống hiện có họ muốn thứ gì đó đã được phổ biến rộng rãi đó là phản hồi từ thị trường một số yêu cầu tương đối rõ ràng điều đó có ý nghĩa gì khi biến chúng thành tính năng cho midnight như tôi đã đề cập tôi đã cố gắng học hỏi từ những người đi trước và giải quyết những khoảng trống trên thị trường midnight được xây dựng từ đầu nó không dựa trên công nghệ của bất kỳ ai khác midnight đã xây dựng thứ gì đó có thể bảo vệ cả dữ liệu và siêu dữ liệu cho phép tiết lộ có chọn lọc khi nào và ở mức độ phù hợp. Midnight cung cấp thỏa thuận lớp dịch vụ và hệ thống tốc cần của nó được thiết kế để bạn có thể đảm bảo quyền truy cập vào tài nguyên mạng khi cần. Midnight cũng cung cấp khả năng dự đoán phí giao dịch để bạn có thể mua trước công suất hoặc mua theo yêu cầu. Tương tự như cách bạn đặt trước phiên bản điện toán trên cloud, chúng tôi giúp các nhà điều hành và khách hàng của mình đáp ứng các yêu cầu pháp lý bằng cách thiết kế các khả năng cho phép tiết lộ thông tin cần thiết và ngăn cản hành vi xấu như rửa tiền. Điều này giúp họ tuân thủ và thành công. Cuối cùng, chúng tôi đã chọn TypeScript và JavaScript các ngôn ngữ lập trình được sử dụng rộng rãi nhất làm nền tảng cho các hợp đồng thông minh và api của mình biến midnight trở thành công nghệ có thể tích hợp và dễ tiếp cận nhất để làm việc đó là một lời giới thiệu rất hữu ích. Tôi đã có một số hiểu biết hữu ích về cách Midnight được xây dựng. Tôi nghĩ những gì chúng ta có thể quan sát là cách các ứng dụng được xây dựng ngày nay. Trước Web3, khiến chủ sở hữu dữ liệu và bên thứ ba gặp khó khăn trong việc quản lý dữ liệu nhạy cảm. Chúng ta đã bắt đầu một khởi đầu khó khăn. Bạn có thể minh họa bằng một ví dụ hoặc hình ảnh trực quan tại sao điều đó lại xảy ra đối với những ai muốn biết thêm. Tôi sẽ chia sẻ màn hình của mình ở đây với một số hình ảnh. Những gì bạn có thể thấy là cách hoạt động của web ngày nay hoặc trước đây. Bạn có khách hàng, người dùng gửi dữ liệu đến ứng dụng ở phía máy chủ. Trong thiết lập này, người dùng sẽ mất mọi quyền sở hữu đối với dữ liệu riêng tư của họ và công ty về phía họ hứa sẽ không hành xử sai trái, nhưng thực sự không có cách nào để ngăn chặn nó. Nó hoàn toàn tập trung. Công ty kiểm soát mọi thứ. Không chỉ vậy, bạn còn tạo một honeypot cho tin tặc, nơi chứa tất cả dữ liệu nhạy cảm như thông tin hộ chiếu. Mật khẩu, DNA, bất kể đó là gì, tất cả đều được lưu trữ trong một kho lưu trữ lớn. Điều này tạo ra thách thức cho công ty vì hiện tại họ phải đối mặt với các rủi ro về bảo mật. Tuân thủ pháp lý và chi phí. Chúng ta sẽ tiếp tục podcast bằng cách nói về điều này. Nhưng khi chúng ta đang ghi âm, một vụ hách khác đã được công bố. Ticketmaster, một trong những trang web bán vé lớn nhất thế giới, có thể đã vi phạm 570 triệu đề xuất khách hàng điều này minh họa cho thách thức bạn càng có được dữ liệu lớn dữ liệu càng có ý nghĩa càng hấp dẫn đối với tin tặc và chi phí để khắc phục thách thức đó sẽ không hề nhỏ tùy chọn khác là chuyển sang kiến trúc phi tập trung sử dụng blockchain ở đó bạn có thể sở hữu dữ liệu của riêng mình người dùng dù là cá nhân khách hàng hay doanh nghiệp đều có thể kiểm soát dữ liệu của riêng họ với kiến trúc phi tập trung có một số ưu điểm và nhược điểm. Ưu điểm là công ty không còn sở hữu dữ liệu nữa. Người dùng có thể thu hồi quyền truy cập. Thay đổi dữ liệu, vân vân. Mặt trái của nó là công ty vẫn có một số quyền truy cập vào dữ liệu và có thể sử dụng sai mục đích. Tuy nhiên, một tác dụng phụ mà tôi không mong đợi là chúng ta vừa làm lộ siêu dữ liệu trước đây siêu dữ liệu được giấu kín và công ty giữ bí mật giờ đây siêu dữ liệu đã được công khai và hiển thị cho mọi người xem tất cả các hoạt động đó không phải là ý định của chúng ta chúng ta cần phát triển tính năng này một lần nữa và tìm ra cách bảo vệ dữ liệu trong ứng dụng của bạn đúng cách những gì chúng ta đã làm là thực hiện một số thay đổi đầu tiên chúng ta chuyển dữ liệu nhạy cảm từ blockchain sang ví điều này nghĩa là bạn không thực sự chia sẻ hoặc tiết lộ dữ liệu của mình trên blockchain nó ở lại với người dùng nó hoàn toàn được tin cậy và bảo vệ nhưng làm thế nào để bạn có được tiện ích nếu bạn giữ dữ liệu và giữ nó an toàn Chúng tôi đang sử dụng bằng chứng Zero Knowledge để cho phép các truy vấn đặt câu hỏi về dữ liệu và gửi chứng thực tới mạng về những gì cần được chia sẻ hoặc thực hiện. Bằng cách này, bạn có thể tiết lộ có chọn lọc và chia sẻ thông tin có chọn lọc. Điều cuối cùng chúng tôi làm là bảo mật siêu dữ liệu, giữ nó trên blockchain nhưng được bảo vệ để mọi người không thể nhìn thấy hoạt động những gì bạn nhận được là điều tốt nhất của cả hai thế giới. Một hệ thống phi tập trung bảo vệ dữ liệu mà không ảnh hưởng đến tiện ích. Bạn vừa đề cập đến thuật ngữ bằng chứng Zero Knowledge như một phương tiện để bảo vệ dữ liệu. Đối với những người không quen thuộc với công nghệ này, bạn có thể giúp mọi người hiểu thêm một chút về cách hoạt động của bằng chứng Zero Knowledge không? Bản chất của bằng chứng zero-knowledge là nó cho phép một bên chứng minh một tuyên bố nhất định mà không cần chia sẻ dữ liệu hỗ trợ cơ bản. Một ví dụ là nếu tôi đến một quán bar và muốn chứng minh rằng tôi đủ tuổi uống rượu mà không xuất trình bằng lái xe với tất cả các thông tin như ngày sinh và địa chỉ đầy đủ của tôi. Hoặc nếu tôi đến điểm bỏ phiếu cho cuộc bỏ phiếu sắp tới và muốn chứng minh rằng tôi đủ điều kiện bỏ phiếu mà không tiết lộ tôi là ai hoặc tôi sống ở đâu hoặc nếu tôi muốn truy cập một dịch vụ web mà không chia sẻ bất kỳ chi tiết nào khác về danh tính của mình đó là một công nghệ thông qua mật mã cho phép bạn chia sẻ một số khía cạnh nhất định của thông tin mà không tiết lộ dữ liệu cơ bản nghe có vẻ khó hiểu làm thế nào bạn có thể chứng minh điều gì đó mà không chia sẻ thông tin hãy lấy một ví dụ thực tế anthony bạn và tôi sẽ chơi một trò chơi tôi có một chiếc két sắt chứa tất cả bí mật của tôi hoặc một số thứ quan trọng và tôi biết mật mã của chiếc két đó bạn nói rằng bạn cũng biết mật mã tôi bảo bạn hãy chứng minh điều đó mà không tiết lộ mật mã Thông thường, bạn sẽ gặp vấn đề làm sao bạn chứng minh với tôi điều gì đó mà không nói cho tôi điều gì đó. Trong trường hợp này, tôi sẽ viết một câu lên một tờ giấy. Anthony là một người tuyệt vời. Tôi sẽ cất nó vào két và yêu cầu bạn đọc câu đó. Nếu bạn có thể làm được điều đó, bạn đã chứng tỏ rằng bạn biết mật mã két sắt mà không chia sẻ bất kỳ thông tin nào, bởi vì bạn chỉ đọc câu này. Không liên quan gì đến mật mã két sắt. Đây là một ví dụ thực tế

Tôi đã hiểu và rất thích điều đó. Dựa trên cơ sở này, chúng ta hãy vượt xa việc tôi cố gắng nhận được bản đánh giá hiệu suất hàng năm của mình từ chiếc két an toàn mà bạn đã rất vui lòng để nó trong đó và cảm ơn bạn đã phản hồi. Hãy lấy một ví dụ cụ thể hơn nữa. Chúng ta thường nói về đề xuất KYC và thông tin xác thực khách hàng của bạn như những quy trình có tiềm năng đáng kể để được chuyển đổi thông qua bằng chứng Zero Knowledge. Đây là lĩnh vực mà Midnight và cộng đồng đang tìm kiếm. Ian, bạn có thể giúp mọi người vượt qua những thách thức với cây YC ngày nay không và làm thế nào Midnight có thể cải thiện cách thức điều phối cây YC so với các phương pháp truyền thống. Bạn đã từng nghe tôi nói rằng tôi thích phim ảnh và tôi muốn đưa ra một ví dụ khác. Có một sản phẩm của Netflix tên là Inventing Anna chia sẻ câu chuyện về một phụ nữ tên là Anna Sorokin, một kẻ lừa đảo đóng giả là một nữ thừa kế châu Âu giàu có của tầng lớp thượng lưu ở New York trên thực tế, không cần bất kỳ tài sản thế chấp nào, Anna có thể vay 160.000 USD từ một ngân hàng và gần như đảm bảo thành công khoản vay 20 triệu USD từ một ngân hàng khác vì cô muốn mua một tòa nhà ở Manhattan tất cả những điều đó đều có thể xảy ra vì quy trình kyc ngày nay là một mớ hỗn độn điều này đúng với kyc biết khách hàng của bạn kib biết doanh nghiệp của bạn biết nhà cung cấp của bạn và tất cả những thứ đó quá trình này tiêu tốn hàng triệu đô la mất nhiều thời gian và trải nghiệm của phía bên kia là khủng khiếp có hàng tỷ usd tiền phạt và mọi chuyện càng trở nên tồi tệ hơn với các quy định quản lý mới từ pháp các hành vi giả mạo phức tạp hơn và các vấn đề khác có thể bây giờ tôi thậm chí còn đang không thảo luận với anh nữa anthony ai mà biết được đây sẽ là một thảm họa khổng lồ giờ đây các ngân hàng đã biết điều này họ không quên họ đang cố gắng cải thiện việc thu thập dữ liệu nhưng đó là những cải tiến nhỏ điều họ không làm là họ không bao giờ chia sẻ dữ liệu trên thực tế theo một cuộc khảo sát 63% ngân hàng không chia sẻ dữ liệu cây YC trong ngân hàng giữa các bộ phận khác nhau. Nếu ngân hàng A chia sẻ dữ liệu với ngân hàng B thì câu chuyện Anna Sorokin đã không bao giờ xảy ra. Chúng ta thực sự cần phải thay đổi trò chơi. Vấn đề là các ngân hàng không sẵn lòng chia sẻ dữ liệu vì họ không muốn tiết lộ những viên ngọc quý của mình. Midnight có thể là một yếu tố thay đổi cuộc chơi ở đây. Nó có thể cho phép các ngân hàng chia sẻ xác nhận cây YC mà không tiết lộ dữ liệu cây YC cơ bản đối với các ngân hàng cần xác nhận kyc điều này có thể tiết kiệm hàng triệu usd rút ngắn quy trình và cải thiện trải nghiệm người dùng đối với các ngân hàng có dữ liệu kyc nó có thể biến trung tâm chi phí thành trung tâm doanh thu nó thực sự có thể thay đổi trò chơi điều đó rất thú vị và rõ ràng là nó không hề đơn giản đó không phải là điều có thể giải quyết được chỉ bằng cách thêm các bên bổ sung vào ứng dụng trên thực tế cần phải tái cấu trúc nhưng mặt tích cực sự thay đổi tiềm ẩn đối với rủi ro gian lận giảm chi phí hành chính và như bạn đã nói biến trung tâm chi phí thành trung tâm lợi nhuận có thể xứng đáng với trường hợp kinh doanh và đáng để khám phá hãy tiến xa hơn nữa ngoài cây yc có bất kỳ trường hợp sử dụng nào khác mà bạn đã hình dung cho midnight hoặc bạn thấy cộng đồng bắt đầu xây dựng trong các ngành cụ thể có cùng các yêu cầu pháp lý hoặc bảo vệ dữ liệu nghiêm ngặt không Chắc chắn, chúng tôi thực sự đã mở DevNet của mình vào tháng 11 năm 2023 và dự kiến sẽ chỉ có một số lượng người nhất định, nhưng lại bị choáng ngập bởi rất nhiều thứ từ cộng đồng các trường hợp sử dụng. Kể từ đó, chúng tôi đã thấy mọi người xây dựng các thử nghiệm trên Midnight xung quanh để phi, gaming, bỏ phiếu, đấu giá, nội dung đào tạo, mạng xã hội điều đó thật tuyệt vời, thậm chí cả những công việc hướng tới tương lai hơn như nghiên cứu dược phẩm, quản lý chuỗi cung ứng thị trường theo dõi lượng carbon esg mà không tiết lộ tài sản hoặc quy trình thật tuyệt vời nhưng tôi nghĩ câu chuyện thú vị mà tôi muốn chia sẻ với các bạn là khái niệm về ai và những gì chúng ta có thể làm cho ai đó rõ ràng là một chủ đề nóng tôi đã xem một số chủ đề nghiên cứu từ một công ty tên là ipo dựa trên phân tích của họ họ tuyên bố rằng các mô hình ngôn ngữ lớn đào tạo ai sẽ cạn kiệt dữ liệu công khai trong những tháng tới bạn ngay lập tức nhận ra rằng danh giới tiếp theo của ai sẽ là tự học về dữ liệu riêng tư nhưng làm thế nào để bạn làm điều đó mà không vi phạm quyền riêng tư hoặc trong một số trường hợp là luật pháp Tương tự như trường hợp KYC mà chúng ta đã thảo luận trước đó, Midnight có thể giúp lưu trữ dữ liệu nhạy cảm một cách an toàn và có đạo đức. Ai có thể lấy mẫu dữ liệu này thông qua các bằng chứng Zero Knowledge mà không tiết lộ dữ liệu cơ bản cho ai? Chúng ta thực sự có thể nâng cao công cụ ai và nâng cao khả năng học tập của chúng. Chúng ta tiếp tục quay trở lại với bộ ba bất khả thi ban đầu của blockchain. Sự đánh đổi giữa bảo mật, khả năng mở rộng và phi tập trung bạn luôn cần phải tìm ra cái nào bạn sẽ đáp ứng. Tôi tin rằng các blockchain trong tương lai sẽ phải đối mặt với một bộ ba vấn đề mới. Sự đánh đổi giữa bảo vệ dữ liệu, quyền sở hữu và tiện ích. Bạn có thể nhận được tiện ích dữ liệu tuyệt vời nếu bạn tiết lộ tất cả dữ liệu của mình. Giống như trên một số blockchain hiện có ngày nay, nhưng bạn không có biện pháp bảo vệ nào, hoặc bạn có thể có được tiện ích tuyệt vời nếu bạn bàn giao dữ liệu của mình cho doanh nghiệp và hy vọng họ bảo vệ dữ liệu đó nhưng bạn không có quyền sở hữu làm thế nào để bạn có được tiện ích trong khi vẫn giữ được quyền sở hữu và bảo vệ dữ liệu tôi tin rằng tiện ích không nên đánh đổi bằng quyền riêng tư và quyền sở hữu kiến trúc của midnight cho phép bạn giữ dữ liệu dưới sự kiểm soát và quyền sở hữu của mình theo cách phi tập trung giúp dữ liệu an toàn hơn nhiều so với một honeypot duy nhất. Nó được lưu trữ trong ví của người dùng và được phân phối. Đồng thời bạn đang sử dụng bằng chứng Zero Knowledge được tích hợp trong công nghệ blockchain của Midnight để có được tiện ích bạn cần, từ đó giải quyết được bộ ba bất khả thi mới này đó là một số ví dụ thực sự thú vị và một bộ ba bất khả thi mới để mọi người xem xét như thể bộ ba bất khả thi blockchain hiện tại chưa đủ phức tạp giờ đây chúng ta có một vấn đề khác cần giải quyết nhưng nó chắc chắn là không hề đơn giản bạn đang xem xét các chiến lược nào để đảm bảo các tổ chức khác có thể truy cập tin tưởng và sử dụng công nghệ đó là câu hỏi hay tôi đang suy nghĩ ở một số góc độ tập trung vào những người chơi trong hệ sinh thái đầu tiên bạn thực sự muốn phục vụ các nhà phát triển và người vận hành. Làm cho Midnight trở nên đơn giản nhất có thể để sử dụng và tích hợp bằng ngôn ngữ đơn giản. Công cụ dễ sử dụng, tài liệu tốt tất cả những điều mà nhà phát triển cần để biến trải nghiệm của họ trở nên kỳ diệu. Tôi nhớ đến một nhận xét mà ai đó đã từng nói với tôi. Tôi có thể làm được những điều kỳ diệu. Phép lạ cần có thời gian, chúng tôi đang tiến tới mục tiêu đó, hướng tới trải nghiệm tuyệt vời đó. Cuối cùng, Tôi muốn nó giống như một API đơn giản mà mọi người có thể truy cập. Thanh toán bằng tiền pháp định nếu họ không quan tâm đến blockchain, coi token hoặc crypto nếu bạn muốn ẩn sâu hơn, bạn cũng có thể làm điều đó. Thứ hai, bạn phải suy nghĩ về nhu cầu lớn hơn của hệ sinh thái. Việc giải quyết những khoảng trống mà chúng ta đã nói đến sẽ loại bỏ những trở ngại trong quá trình ứng dụng và giúp mọi người bắt đầu. Cuối cùng, tôi muốn nói, đừng ứng dụng một cách tiếp cận đơn độc. Hãy hợp tác với các hệ sinh thái khác. Tôi ước ngành công nghiệp blockchain hợp tác nhiều hơn. Chúng tôi muốn xây dựng năng lực. Chương trình khuyến khích và quan hệ đối tác nhằm thúc đẩy các trường hợp sử dụng kết hợp. Nếu bạn bổ sung và nâng cao người khác thay vì cố gắng thay thế họ, bạn sẽ tạo ra một kịch bản đôi bên cùng có lợi. Iran, đã đến lúc chúng ta chuẩn bị kết thúc cuộc thảo luận này nếu có một lời khuyên mà bạn có thể đưa ra cho các doanh nhân hoặc nhà phát triển tiềm năng đang tìm hiểu công nghệ midnight thì đó sẽ là lời khuyên gì không còn công cụ đơn lẻ nữa không có blockchain tốt nhất mọi thử thách đều có công cụ thích hợp của nó tôi tin rằng midnight thật tuyệt vời nhưng nó không phù hợp với mọi thứ Ví dụ, Midnight có thể sẽ không trở thành chuỗi nhanh nhất phù hợp nhất để xử lý thẻ tín dụng. Tuy nhiên, Midnight bảo vệ dữ liệu tài chính và rất tốt cho các trường hợp sử dụng khác. Tôi hy vọng mọi người sẽ tìm thấy Midnight có thể sử dụng được, cho dù họ sử dụng nó như lớp 1 hoặc lớp 2. Chúng tôi sẽ cổ vũ và ủng hộ bạn sử dụng công cụ phù hợp cho công việc. Không cố gắng thay thế hay giành chiến thắng hãy giúp đỡ lẫn nhau tôi yêu công nghệ bao nhiêu thì tôi biết rằng chúng ta không nên yêu công nghệ bấy nhiêu chúng ta nên yêu khách hàng đặt mình vào vị trí của họ và nhìn vào bức tranh toàn cảnh hơn để giúp họ đạt được mục tiêu hợp tác với họ và với những người ứng dụng để biến midnight trở thành công cụ hữu ích nhất những người này sẽ thay đổi thế giới và tạo ra những trường hợp sử dụng mới. Tôi hy vọng họ chọn Midnight. Tôi hy vọng chúng tôi có thể giúp họ đạt được mục tiêu và giúp họ thành công. Cảm ơn, Iran. Điều đó kết thúc cuộc thảo luận thú vị với CEO của Midnight. Chúng ta đã đạt được những hiểu biết sâu sắc đáng kinh ngạc về sứ mệnh, công nghệ và tương lai của blockchain trên bảo vệ dữ liệu mang tính đột phá này. Iran, cảm ơn bạn rất nhiều vì đã tham gia cùng chúng tôi và chia sẻ kiến thức chuyên môn của mình nếu bạn thích tập này hãy nhớ đăng ký xếp hạng và để lại đánh giá trên nền tảng podcast yêu thích của bạn đừng quên theo dõi chúng tôi trên mạng xã hội để biết tất cả các cập nhật mới nhất và các cuộc thảo luận thú vị hơn trong thế giới blockchain và bảo vệ dữ liệu hãy luôn muốn tìm hiểu và tiếp tục khám phá tiềm năng của công nghệ để biến đổi thế giới của chúng ta ancioret được mang đến cho bạn bởi midnight để tìm hiểu thêm về cách mạng midnight đang giúp mọi nhà phát triển một mạng internet công bằng và dễ tiếp cận hơn Hãy truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ midnight.network. Hãy nhớ tìm kiếm Z trên Apple Podcasts, YouTube, Spotify hoặc bất cứ nơi nào bạn nhận được podcast của mình và nhớ đăng ký để không bao giờ bỏ lỡ một tập nào. Các bạn vừa nghe xong video được dịch thuật và lồng tiếng bởi nhóm Phimị. Chúc các bạn thu lượng được nhiều kiến thức bổ ích. Cadano.vn xin hẹn gặp lại các bạn tại các video tiếp theo.